Nam nói như vậy, người ta chưa ngộ được, người ta cũng chưa lãnh hậu được. Cho nên nhé, mới dùng cái thầy mới dùng cái phương tiện gọi là tịnh độ, là sáu chữ đó, để cho con người làm hết những cái vọng tưởng, rồi mới trở về lại nơi cái thanh tịnh, nó mới nhận thấy được cái biết của chính mình. Tương đối với cái mê, tức là tỉnh, cũng như tương đối với cái thức, tức là ngủ. Sống ở cõi đời này, mê danh, mê lợi, mê tình, càng mê càng thấy lòng mình không an, đó là tu mê. Như cậu hai ông nói đó, có đời mà vẫn tâm không, như nhiên khỏi phải cần dụng công. Thế như thế như vậy thì mình phải nhận như thế nào để rồi mình sống mình khỏi cần cái công phu đó ba năm. Cái ngài Thanh Sĩ là hỏi cái câu của ngài Thanh Sĩ, có đời mà vẫn tâm không, như nhiên khỏi phải dụng công giữ gìn. Chẳng còn sợ tâm trinh niệm quấy, cũng hết lo vật ngoại làm mê, tự do sống ở thác về, thân ti cách Phật không kề đài sen. Thân ti cách Phật, tâm kề đài sen. Cái ý đó, cái đoạn văn đó nó hay lắm. Cái cõi đời này luôn luôn nó có, mà cái tâm mình không dính dáng gì hết là tâm không đó. Thì khỏi giữ có gì gì hết á. Nếu ông thấy có cái người đó đẹp có xấu thì có khen có chê, mà cái người đó không có, cái người đó là cái biết thật tánh như ông, không có đẹp xấu thì đâu có khen chê, như vậy là tâm không rồi. Mà đã là tâm không thì khỏi giữ, nó vốn vậy rồi, từ nào về vậy rồi, đâu có động có tịnh có thương có ghét có già có trẻ có lành có dữ gì đâu, chỉ có cái biết thôi, lặng lẽ thanh tịnh sáng biết là tâm không. Ở trong cõi đời này dù ngàn màu muôn sắc, cái tâm này nó không dính mắc cái nào hết trơn. Đó. Thì như nhiên khỏi phải dụng công giữ gìn, tu cái đó là khỏe rồi đó, khỏi giữ khỏi gìn nên tâm không có động. Chẳng còn sợ tâm sinh niệm quấy, cũng không lo vật ngoại làm mê đó. Không có tâm vọng tưởng mà cũng không có vật ngoài nó làm mình mê, tự do sống ở thác về, thân ti cách thật mà tâm kề đài sen. Cái đó là ngon rồi đó. Gió tục khó tắt đèn trí huệ, bụi trần không mờ vẽ ngọc tâm, động hay tịnh dũng không lầm, khi mình được tự chủ tâm của mình. Cái chỗ này mới tuyệt vời đó. Thấy không? Gió tục khó tắt đèn trí huệ, cái trần ai trí huệ sáng suốt, mình biết hết trần ai thì cái trí huệ đâu có mất. Bụi trần không làm vẽ ngọc mờ vẽ ngọc tâm, thiệt tâm mình là ngọc quý, nó sáng chiếu bụi trần, chứ bụi trần đâu có làm mờ cái đó được. Động hay tịnh cũng không làm đó. Cái tuyệt vời là chỗ đó đó. Cái ông thì trách động, ông thì trách tịnh, còn đối đãi còn luân hồi sinh tử. Bây giờ Phật tính là cái biết, động biết, tịnh biết, mà không làm động tịnh, không trách động tịnh, không theo động tịnh, thì đó mới là Phật. Chỗ này hay lắm nha. Khi mình được chủ, tự chủ tâm lấy mình, chỗ này tuyệt vời luôn. Rồi, kính thưa quý vị, tạm giải ngắn ngắn là đến đây kết thúc. Thế mấy cũng chẳng làm trở ngại phản không. Hắn không ý vô lòng, núi rừng ấy dí hồng trần nơi kia, như vậy thì cái phản không đó là lòng của mình như thế nào là không, và núi rừng đó là như thế nào là tiếp có. Thêm một đoạn nữa cũng của cậu Hai Thanh Chỉ. Núi cao mấy, rừng nhiều thế mấy, cũng không làm trở ngại bổn tâm. Phản không làm trở ngại phản không. Cũng không làm trở ngại phản không. Khoảng không ấy dí cho lòng, núi rừng ấy dí trần hồng nọ kia đó, nghĩa là cái núi cao rừng rộng, nhưng mà cái hư không nó trùm hết trơn, đâu có dính dáng gì đâu. Mà hư không đó là tính thật của mình đó, còn núi rừng đó là cõi trần này. Danh lợi tình vô quyền phú quý, lầu cao nhà rộng gì cũng đều là cõi trần hết, cũng là núi rừng hết, nó đâu có dính dáng gì khoảng không đâu. Mà khoảng không là Phật tánh của mình đó, sống ngay cái đó thì thành Phật, khỏi tu ngày nào cũng Phật đó. Cái chỗ này hay dữ đó. Con hỏi thêm nữa. Còn hai ông nói tâm trơn như phản không trùm, trùm dạng vật nhưng không một vật. Nhờ ông Năm giải dục cái bản đó.
Trơn tâm thì như phản không trung, trung trùm dạng vật nhưng không một vật. Dạ. Đó, cái tâm trơn của mình đó là cái tâm thanh tịnh, cái tâm rộng lớn, nó trùm dạng vật hết nhưng mà nó không có vật gì hết á. Hiện giờ là cái biết nè. Yeah. Mình biết hết dạng vật, là mắt thấy biết, tai nghe biết, suy nghĩ biết, tìm hiểu biết, cái gì cũng biết hết. Nhưng mà cái biết này nó không có vật gì hết. Yeah. Nó không có tên tuổi, không có hình tướng, không có vật gì hết. Vọng tâm cứ đổi thay không dứt, nhưng chân tâm chẳng chút đổi dời. Như hư không như ánh mặt trời, xưa cũng thế, nay thời cũng thế. Đó, cái chân tâm mình nó như vậy đó. Cái mặt trời từ xưa tới bây giờ nó chiếu soi hoài, có ai làm gì nó mờ tới đâu. Nó giống như hư không mà nó vẫn chiếu soi, chứ không phải không chiếu nè. Hư không mà tối hù là không phải nha. Hư không chiếu soi sáng suốt, rõ ràng biết mới là chân tâm. Còn nói tôi chân tâm tối hù có đâu, nó trật tịnh. Cho nên phải chiếu soi. Xưa cũng thế, nay thời cũng thế. Dạng sự lấy tâm mà cội rễ, bỏ tâm thì sự thế không thành. Muốn trở lại bất diệt bất sanh, hãy trở lại bổn tâm thường trụ. Đó, tới đó là rốt ráo rồi đó. Muốn về cõi Phật là bất diệt bất sanh. Muốn thấy được Niết Bàn, muốn thấy được Tây Phương, muốn thấy được Cực Lạc thì phải trở lại cái biết lặng lẽ thanh tịnh thường trụ, không có duyên khởi, không có vọng niệm, không có cố chấp, không có gì hết, thì mình là Phật liền ngay bây giờ, không có nói mời bóp gì hết đó. Cái chỗ này nó tuyệt vời đó. Cái chỗ này, cái chỗ này nè, cái hồi nãy cái chú này á, chú có nói về toàn là cái chỗ mà thấy được cái Phật Phật tánh đó. Thì cái chỗ đó có thể mà chỉ rõ thì cũng không thể chỉ rõ, ví dụ như chú Nam nói như vậy, người ta chưa ngồi được, người ta cũng chưa lãnh hậu được. Cho nên nhé, mới dùng cái thầy mới dùng cái phương tiện gọi là tịnh độ, là 6 chữ đó, để cho con người làm hết những cái vọng tưởng rồi mới trở về lại nơi cái thanh tịnh, nó mới nhận thấy được cái biết của chính mình. Thì cho nên nhé, bây giờ mọi người cất cầu cần phải dùng pháp môn tịnh độ hay không? Xin ông Nam chia sẻ cho mọi người nó được nắm bắt, để mọi người hành trì đúng theo giữ đúng cái pháp môn mà thầy đã để lại cho mọi người. Cũng như vừa qua đồng đạo hỏi mình tu có phải cần nhờ có pháp minh tịnh độ hay không hay là không cần, ví dụ như đó. Yeah. Thì hồi nãy tôi có nói cái câu ngài Thanh Thủy đó, Phật nói với ngài Thanh Thủy đó, đi thiền đi bộ tùy người, hãy về đến chốn được rồi đó con. Đó, dù thiền hay dù tịnh độ thì cũng phải trở về cái tâm. Cái người tu thiền nắm thẳng vào cái tâm mình, nặng ra liền. Còn tịnh độ nhờ mình niệm hoài, tan vọng trần, trở lại lặng lẽ thanh tịnh thì nhận ra cái tâm. Đó. Hai cái đó thì cũng như cũng, nhau. Cũng như nhau, nhưng dạ, mà... Nhưng mà trình độ. Dạ, đúng rồi. Cho nên cái chỗ mà nhận thấy biết được cái chỗ tự tánh đó đó, thì phải về thấy tất cả những cái vọng tưởng lăng xăng mới trở về là cái chỗ thanh tịnh được. Vì vậy, cho nên chúng sanh thời nay phải cần phải dùng qua cái phương tiện tịnh độ đó mới dẹp được cái lăng xăng đó, cái vọng tưởng khởi. Đó là cái vọng trần đó, gọi là bụi trần. Cho nên, vì vậy, cho nên dựa vào cái thời kỳ này, những cái gì, ví dụ như Bắc Nam đã nói qua, có nghĩa là sự hành trì của Bắc Nam đã trải qua một thời công phu. Đó, từ khi sanh ra và lớn lên, và đến già đến bây giờ, thì qua một cái hành trình đó, Bắc mới nhận được lại cái chỗ gọi là tự tánh đó. Nhưng không phải ai cũng nhận được. Đó, vì vậy cho nên phải cần phải dùng pháp môn tịnh độ để hỗ trợ cho người ta trở về nơi cái chỗ gọi là thanh tịnh. Thì cái chỗ nơi thanh tịnh này mới thấy được cái bổn lai diện mục của chính mình, thấy được cái gọi là tự tánh, thấy được cái tự cái biết của mình, cái nghe thấy nói biết đó, nó rõ ràng hơn. Thật ra thì chú nói như vậy cũng không phải là không phải, nhưng mà tại chú chưa hiểu được cái lời nói của tôi. Dạ không, ở đây con hiểu, con hiểu những gì Bắc Nam có nói, nhưng mà có điều ở cái á, tại vì trong cái thời kỳ này theo con nhìn thấy được, mọi người cần phải dùng pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật. Không thấy vậy. Cái tịnh độ không có nói thời gian không gian. 1000 năm trước cũng vậy, 1000 năm sau cũng vậy, vô lượng kiếp sau cũng vậy luôn à. Cái biết nó không có thời gian không gian vậy. Mình nói lúc này đây tịnh độ khác, lúc kia tịnh độ khác. Chứ nói gạt chúng sanh cho chúng sanh ham tu vậy thôi. Chứ thật ra không phải. Người ta ngộ đạo rồi, ta nói tôi không còn bị thiền sư gạt nữa, tôi không còn bị Phật gạt nữa.
phải nhận cái chỗ đó mới là kiến tánh thành Phật. Bây giờ nói qua kiến tánh thành Phật phải nói ngay cái chỗ đó. Còn cái kia tôi không phải cho là sai, nhưng người không nhận được, không có cơ duyên, không hiểu được đại thừa nhất đáng giác, không nghe được tiếng lời không dây. Một lòng phải đợi có dây cho người ta nghe, một lòng phải nói tịnh độ, phải nói pháp này pháp kia cả ngàn muôn pháp, nhưng mà thật sự không có pháp nào được, có cái tâm không thôi, vậy là xong. Phải hiểu như vậy mới được. Còn mình tu sao đó mà tu, còn nếu mình hiểu kiểu mà ba hồi về ba khác bắt cá hai con ta sao được. Đạo Phật không có thời gian không gian thì đâu có nói thời xưa thời nay gì. Bây giờ quý vị nghe mà biết được cái tâm mình là thành Phật, quý nghe mà không biết thì không thành Phật. Hồi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, ngàn môn lên sao cũng vậy à, không có khác được. Đạo Phật vượt thời gian không gian luôn, đâu có bị thời gian chế ngự, đâu có bị không gian chế ngự. Cái tướng này mới bị, còn cái tâm đâu có bị. Ai chế ngự được khoảng hư không đó, núi rừng cũng đâu cản được hư không. Ngài Thanh Chỉ nói đó, ở hư không là lòng mình, đâu có núi rừng, đâu có thời gian gì cản nó. Có năm có ai chị nào hỏi hai câu, tu như thế nào gọi là tỉnh và thế nào gọi là lặng tâm, nhờ ông Năm giải dùm hai câu này. Thế nào là tỉnh hả? Thế nào là tu tỉnh và thế nào là gọi là lặng tâm, nhờ ông Năm giải dùm. Tâm hay không? Lặng tâm, động tâm hay không? lặng chứ không phải động, lặng tâm. Có đồng đạo hỏi thế nào là tu tỉnh, thế nào là động tâm, thế nào là lặng tâm. Lặng tâm hả? Lặng tâm. Thế nào là lặng tâm thì đó cũng trong cái câu giảng, tu với tỉnh biết là thế đó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu đó. Vì vậy mà đồng đạo hỏi thế nào là tu tỉnh, thế nào thế là lặng tâm, tu lặng tâm. Tương đối với cái mê tức là tỉnh, cũng như tương đối với cái thức tức là ngủ. Sống ở cõi đời này mê danh mê lợi mê tình, càng mê càng thấy lòng mình không an, đó là tu mê. Sống ở trong cõi đời này mà không nhiễm danh lợi tình, không nhiễm quy quyền phú quý, lúc nào cũng rõ ràng sáng biết, đó là tu tỉnh. Rồi thế nào là lặng tâm? Tâm và cái biết vừa khởi lên vọng niệm là không loạn tâm, còn nó là cái biết lúc nào cũng lặng lẽ sáng rỡ. Thấy biết, nghe biết, làm biết, đi biết, đứng biết, ngồi biết, đói biết ăn, buồn ngủ biết buồn ngủ, thức biết thức, nói biết nói, cười biết cười, nghe biết nghe, thì đó là Phật tánh, gọi là lặng tâm. Rõ ràng luôn. Vừa biết khởi lên vui buồn thương ghét, ăn ngon biết ngon, dở biết dở thì khởi lên khen chê, đó là không lặng tâm. Buông hết tất cả ngon dở khen chê, buông tất cả hình tướng môn loài, chỉ còn cái lặng lẽ thanh tịnh rõ ràng biết, thì đó là lặng tâm. Tu như vậy thành công đắc đạo. Bởi vì thầy dạy mình học Phật tu nhân, đành rằng cái tu mình chưa đến đó, nhưng mà phải học cho rõ cái lý đó đặng mình đi lên. Cho nên người hiểu phải hiểu rốt đường, rồi bước đâu đi tới đâu hẳn hẳn luôn đi tới vậy đó. Phải hiểu ngay chỗ tâm là Phật, phải hiểu ngay chỗ thành Phật. Mà bây giờ tôi chưa thành Phật, tôi sẽ đi tới đó vậy đó. Cuối cùng kết thúc đó để lại cuối cùng đúng rồi. Kính thưa quý vị, nãy giờ thì cũng mở ra cái câu chuyện đàm thoại về đạo lý, đến đây cũng tội coi như là kết thúc. Vậy thì tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị có lòng theo dõi và tìm hiểu trên việc tu hành, và cầu chúc cho toàn thể quý vị được thân tâm thường an lạc, quả đạo quả duyên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn quý vị, con cảm ơn sức khỏe nha.